phương pháp áp dụng vào cái trị bệnh của mình. Và con ra đây thì sau khi ra đây rồi thì con cũng không có được gặp thầy, nhưng mà thầy có lên chánh điện để giảng chung như thế này về. Nhưng mà bữa ngày con đi đó thì con không rất bệnh rất là nhiều, lên xe thì con cũng ói, con chịu không có nổi, nhưng mà tại vì bệnh lâu ngày quá cho nên sức khỏe con nó kiệt sức. Nhưng mà chẳng những không phải là một cái chứng bệnh ung thư, mà con có mang một cái bệnh nữa là cột sống bị thoái hóa. Cái thứ ba nữa là con có bệnh là viêm son sàn. Và bệnh thứ tư, tức là cái bệnh mà hàng tháng bệnh về phụ nữ đó, là phải dùng tới là 12 viên thuốc mỗi tháng như vậy. Mà từ lúc con là 19 tuổi cho tới nay thì không có trị hết. Nhưng mà nhờ cái thời gian qua là con ăn theo phương pháp dưỡng sinh này á, là được 4 tháng con ăn số 7. Thì bây giờ con thấy cái bệnh của con á, ngày nay á, là nó bớt hẳn, là nói là 90% là sức khỏe con theo lời thầy nói hồi nãy á, như là lại trong lúc con ăn như vậy á, thì con quyết tâm là mỗi một khi mà con ăn như vậy có cái gì biến chuyển thì con sẽ nghe đi nghe lại nhiều cái đĩa của thầy giảng để con áp dụng cho nó đúng. Vì thế mà trong suốt thời gian 4 tháng con ăn xuyên suốt số 7 như vậy thì sức khỏe hôm nay con rất là tốt. Những cái xét nghiệm về cột sống hoặc viêm son sàn con đã đi xét nghiệm thì hôm nay nó đã hoàn toàn bình phục, tức là con đã hết bệnh. Con kính trình lên đây để cùng quý sư và toàn chúng hội để mình có một cái tinh thần để mình quyết tâm giữa cái sống và cái chết như vậy mà thầy hướng dẫn đơn giản thì chúng ta cũng áp dụng vào đời sống. Thì ngày nay cô sống rất là tự tin và luôn luôn là ngày nay thì không còn ăn số 7 nhưng mà vẫn theo phương pháp của thầy. Dạ, có bao nhiêu lời xin kính gửi đến toàn thể đại chúng. Cảm ơn. Và tiếp theo bài phát biểu của sư Bảo, xin mời sư cô Tuệ Hải ở Tây Ninh. Xin kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy cùng tiên sinh Osawa, kính thưa quý Phật tử, con là tỳ kheo ni Thích Nữ Huệ Hải, hiện trụ ở chùa Phước Thành, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, phía giới Campuchia ở vùng Tây Ninh. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 âm lịch năm Mậu Tý. Nhân có duyên lành là ngày tưởng niệm tiên sinh Osawa, là người sáng lập ra phương pháp dưỡng sinh mà trực tiếp do thầy giáo dưỡng và dìu dắt các con. Con cũng xin nói lên đôi lời gọi là chúc lòng thành kính để cảm niệm người tiền bối đi trước và đồng thời cảm niệm thầy hiện tiền để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Kính thưa quý Phật tử, con sinh ra là một nhà nghèo, 13 tuổi con đã bị mang cái bệnh đau khớp xương. Con đau như vậy suốt 40 năm, ba mẹ con chỉ cho uống thuốc tây, thỉnh thoảng cho chích một mũi thuốc tây gì đó hồi thời kỳ Pháp. Lớn lên con cứ mang bệnh hoài và không có làm sao cho hết bệnh được, mà người ta cứ nói bệnh này là bệnh mãn tính, bệnh nhà giàu. Rất là buồn khổ, buồn đến nỗi mà không còn muốn sống nữa, vì không có cái đường nào để giải thoát. Khi mỗi lần bệnh lên con chỉ muốn chết. Thế là có một hôm con được ơn trên dìu dắt con xuất gia. Đến khi xuất gia thì con không còn trị thuốc tây nữa vì không có điều kiện. Con lại tiếp tục trị bệnh bằng châm cứu, uống thuốc nam, uống thuốc bắc và bằng mọi phương tiện xã hội gọi là đông y dược, con đều dùng qua tất cả. Ở nơi nào có bố thí thuốc từ thiện con đều dùng hết, nhưng con vẫn mang bệnh vì con cứ nghĩ rằng đây là nhân quả do con gieo ở kiếp trước nghiệp sát. Và con cũng nghĩ rằng là Đức Phật dạy chúng ta phải bệnh vì là con người ai cũng phải bệnh. Sau đó đến năm 66 thì con phát sinh thêm cái bệnh B52 bắn bể lỗ tai giữa vì con đi kháng chiến từ năm 10 tuổi. Bị sức ép B52 đánh cho nên con bị ép tim.
rồi rối loạn dây thần kinh kinh tim, rồi cái lỗ tai con nó ra máu bầm liên tục như vậy mà con không có điều kiện để đi mổ. Nói chung là con bệnh rất là nhiều, sau đó là tiếp tục viêm họng, viêm amidan, rồi tới rối loạn dây thần kinh tim, rồi tiếp tục viêm dạ dày đến nỗi ói ra máu và ói ra cơm, không có ăn được, đau bụng suốt như vậy. Con phải đi bệnh viện Nguyễn Tri Phương nằm nội soi, và bệnh khớp của con là tiếp tục hoành hành, nó sưng đến không còn cựa quậy được, và con lết với bò không à. Vì vậy cho nên con tu hành con rất là phiền não, ở trong chúng con rất là khổ đau mà con không biết làm sao để giải thoát. Rồi tiếp tục lại đau ruột, rồi tiếp tục đau gan, rồi đau thận, rồi tăng huyết áp, rồi tiểu đường, quá là nhiều bệnh luôn, con không biết làm sao hết. Rồi con cứ nghĩ sao mà mình đi tu rồi mà sao cũng ăn chay rồi mà cứ bệnh hoài, làm cho con phiền não ở trong chúng. Thế là có một cô bạn ở đạo tràng Pháp Hoa, tên là Hoa Thiện, cô nói thôi huynh đi lên trên thầy Tuệ Hải đi. Thì lúc đó thầy chưa có phát hành đĩa, thì chỉ có băng không thôi. Thì tôi cũng không có tin. Đến khi mà tôi mua được một cái đĩa là thầy Tuệ Hải chữa bệnh gạo lứt muối mè, thì tôi đã có ấn tượng gạo lứt muối mè từ hồi nhỏ rồi, thích ăn gạo lứt nhưng mà ăn với muối đậu chứ không ăn muối mè, tại vì đâu có biết ăn muối mè, mà cũng không có ai mà dạy mình ăn gạo lứt muối mè hết á, chỉ là thích vậy thôi, thích theo cái bản tính của mình thôi, chứ không nghĩ gạo lứt muối mè sẽ trị bệnh vì mình không có thầy dạy. Thế là nhân cái ngày 17 tháng 11 năm 2007 vừa qua, thì tôi có đến sinh nhật Hòa Thượng Thích Trí Quảng ở trong đạo tràng Pháp Hoa, thì được gặp chú Pháp Minh. Nhân dịp con cái đĩa đó mới gặp chú Pháp Minh, thì chú Pháp Minh mới chỉ nói thôi cô đi lên thầy đi, hôm nay thầy có giảng bệnh đó. Thế là duyên lành đã đến, con đã được gặp thầy, và từ ngày ăn gạo lứt muối mè đến nay đã được 3 tháng 3 tuần. Đó, thì bây giờ này bảo hiểm y tế cũng không còn dùng nữa, thuốc tây cũng không dùng, cảm cũng không có, và những cái việc, nhất là cái việc công phu tu hành rất là thuận tiện và rất là hoan hỷ trong tâm, vì hình như mình đã được ơn trên phù hộ, gia hộ cho mình được đi đúng con đường vậy đó. Rồi gặp bạn bè huynh đệ, nói chung gặp các Phật tử, lúc nào trong tâm cử muốn làm sao cho mọi người hết khổ giống như mình do bệnh tật đó. Vậy là con cứ ăn như vậy, đến ngày hôm nay là lễ tiên sinh con đã hết và tự tin hơn. Rồi con đường làm đạo thấy dần dần được rạng rỡ, tâm không còn phiền não, thân được an ổn, trong công phu tu tập cuộc đời thấy giải thoát. Ngày xưa con làm Phật sự rất là khó khăn, làm vấn đề gì cũng gặp khó khăn gian khổ, nhưng ngày nay á, con rủ đi chùa một xe thì quý Phật tử đi năm xe, thậm chí không có chỗ ngồi. Đấy là những cái công ơn mà thầy đã giáo dưỡng cho. Thì nói chung là phương thức ăn gạo lứt muối mè cũng do nhân duyên nhiều đời, mà nhất là mình được gặp ông thầy tu giải thoát để đưa ta đến bờ giải thoát. Vì con có một cái suy nghĩ hồi xưa Đức Phật ăn có một hạt mè thôi, còn mình bây giờ ăn gạo lứt muối mè quá hạnh phúc đi, mà tại sao mình không ăn? Mình ăn lại cho lợi bản thân mình hết khổ chứ đâu phải ai hết. Trong lúc đó thì hồi trước mình uống biết bao nhiêu thuốc nhưng mà nó không hết bệnh, bây giờ chỉ có ăn cơm thôi, bưng bát cơm ăn rất là ngon lành mà nó lại hết bệnh. Thì đây là một cái phương pháp rất là tự tin. Bản thân con đã thấy tự tin hơn, tinh tấn hơn, và cuộc đời tu hành thấy được vượt qua cái thân khổ và cái tâm khổ. Hôm nay nhân ngày giỗ tiên sinh, con cũng xin nói lên đôi lời để cảm niệm ơn sinh đã người sáng lập ra cái phương pháp ăn dưỡng sinh, và cảm niệm ơn đức của thầy là người đi dìu dắt chúng con để chúng con đi noi theo con đường để đó mà tu học giải thoát. Và cũng xin nhắn với quý Phật tử rằng hãy cố gắng lên, cho dù khó khăn gian khổ cách mấy, việc đời việc đạo ta cố gắng thì tất cả đều vượt qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều bài hát
Và trong đó có một bài rất là chi lý: chúng hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Và cát bụi mệt nhoài, rồi kiếp người rồi cũng qua đi. Và trong thời gian chúng ta còn hiện hữu, làm thế nào để chúng ta có đời sống thật cân bằng và có niềm sống vui, sống khỏe? Thanh Bạch xin mời quý vị cùng hòa nhịp với một bài hát của nhạc sĩ Y Vân, 60 năm cuộc đời. Mời quý vị cùng nghe. Quý vị vỗ tay dữ nhiều luôn hả? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Ơ là thế, đời sống không là bao. Ơ là bao, đời không lâu là thế. Ơ được bao năm sống và yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, khi xa em rồi anh biết thương yêu ai, nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao. Ơ là thế, đời sống không là bao. Ơ là bao, đời không cho tròn đời. Em ơi ta sống là bao. Em ơi có bao nhiêu 80 năm cuộc đời. Anh ơi có bao nhiêu. Em ơi 90 năm. Anh ơi có bao nhiêu. Em ơi 95. Cũng mau lắm, thôi ráng ăn uống thật dưỡng cho sức khỏe tốt để yêu đời. Thưa quý vị, và bây giờ trở lại phần phát biểu, chúng tôi xin được mời một người đã sống ở Úc, tại Úc Châu, và hôm nay cũng có mặt trong chương trình. Ở Úc Châu 10 năm gần đây anh làm nghề trong ngành ăn uống tại thành phố Melbourne, và anh bị bệnh viêm gan C, và hôm nay cũng có mặt, đó là anh Nguyễn Văn Hai. Xin trân trọng kính mời bước lên và xin mời tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay cổ vũ. Xin lỗi quý vị. Ung thư gan chứ không phải viêm gan C. Dạ kính bạch thầy và tất cả quý bà con cô bác, tôi là